các Phật tử đó, khi mà mình tu đó, thì tự mình xét lại mình đó, cái pháp nào nó thích hợp. Thì nói rộng đó, thì nó có 8 vạn pháp môn tu khác nhau, Đức Phật nói. Nhưng mà thu hẹp trở lại đó, thì nó còn tam thừa. Tam thừa nó chỉ cho những người mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn những người mà chưa có cái ý ra khỏi sanh tử luân hồi đó, thì còn muốn hưởng phúc đó, thì Đức Phật nói thêm là nhân thừa và thiên thừa. Tức là nhân thừa tức là con người mình chưa muốn ra khỏi sanh tử mà mình muốn tái sanh trở lại cõi đời này, nhưng mà làm sao á, tái sanh trở lại vẫn giữ được cái tư cách của con người mà không bị rớt xuống cầm thú, thì này gọi là nhân thừa. Mà cao hơn bước á, thì Đức Phật dạy về thiên thừa, tức là thế giới của chư thiên, đó là những người mà có phước lớn. Thì bây giờ đó, những người mà có phước lớn, họ sanh làm chư thiên hoặc là sanh lại làm người, thì bây giờ đó gặp Phật ra đời mà mình có cái ý là muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn về Phật đó, thì bây giờ mới chọn cái một ở trong tam thừa, tức là một ở trong 3 cái pháp tu đó để ra khỏi sanh tử. Thì bây giờ trong 3 pháp tu này đó, cái cao nhất đó, thì gọi là Bồ Tát thừa, tức là mình cùng ra khỏi sanh tử luân hồi mà mình cũng còn dìu dắt những người khác cùng đi với mình nữa, thì đây gọi là Bồ Tát thừa. Nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, phải nhìn cho kỹ ở trong cái hoàn cảnh đó có nên giúp hay là không, chứ không phải ai cũng giúp được hết. Giúp tốt hay là không giúp mà tốt, thậm chí cúng dường cũng tốt mà không cúng dường cũng tốt, mình phải nhận ra chỗ đó. Đức Phật nói là cái người đó đó, họ tu nhưng mà họ thiếu điều kiện, mình chỉ cần cho họ một bát cơm thôi để họ sống, để họ tu thì tốt rồi. Họ đắc đạo thì cái này tốt, họ quyết tâm tu, nhưng họ cần chút xíu giúp đỡ thì cái này mình giúp đỡ thì họ đắc đạo, thì cái này là tốt. Nhưng mà ngược trở lại đó, tại vì lòng tốt của mình mà mình không biết được, mình để người khác lợi dụng. Nên nó lợi dụng tức là ma quỷ thì nó thường hay lợi dụng cái đó. Nó thấy mình kính trọng những nhà sư thì nó mặc áo nhà sư, phải không? Cho nên gần đây nó có số người không phải là thầy tu nhưng mà mặc áo sư để đi vào trong làng bán nhang, mà bán rất đắt, mà kêu người ta cúng cho chùa. Mà mình cũng thấy như vậy đó, mà mình hợp tác với những người này đó, thì cái này quá ra là tội. Đây không phải tu mà ta gọi là giả tu. Cho nên cẩn thận những người giả tu, rồi cẩn thận với những người đó mà họ giả nghèo đói. Họ không phải nghèo đói thiệt, nhưng mà họ giả dạng quá khổ này để mình động lòng mình thương, thì mình giúp như vậy đó thì phước mình không tạo được nhưng mà nghiệp mình tạo. Cho nên thiếu trí tuệ thì không hành Bồ Tát đạo được, mà thiếu sức khỏe đó mình cũng không làm được. Thí dụ như bây giờ đó, mình nghe nó bão lụt sạt lở, mình thương, mình muốn tới đó để mình giúp họ, nhưng mà sức khỏe không có làm sao. Mình đi nhiều khi chẳng giúp được ai mà mình lại còn trở ngại cho những người khác nữa.
Cho nên hành Bồ Tát Đạo đó, thì Đức Phật dạy những người có điều kiện thì nên làm. Nên kỳ trước đó, Thầy nói là ví dụ như ông Sư Văn Hạnh đó, ông nhìn ông Lý Công Quẩn đó, ông Lý Công Quẩn thì tu ở trong chùa, mà ông Văn Hạnh đó, ông thấy nè, ông nói ông có khả năng làm vua, ông có khả năng làm tướng, ông sẽ cứu được nhiều người, mà ông không làm. Rồi ông đi vô này, ông đốm chùa ông làm gì? Cho nên ông Lý Công Quẩn mới nghe Sư Văn Hạnh, rồi mới học văn, rồi luyện võ, sau này ra làm vua. Mà từ cái chỗ làm vua đó đó, thì bây giờ đã Phụ Văn Quốc Sư khuyên Trần Thái Tôn cái nữa, mọi người muốn Bệ Hạ làm vua thì Bệ Hạ phải làm vua, nhưng mà nhớ đừng quên cái chuyện tu hành của mình. Thầy Bồ Tát Thừa nữa, đừng quên cái chuyện tu hành của mình, chứ không phải ra làm vua, làm quan, làm tướng, làm trưởng giả rồi đó thì bây giờ mình bị cái cuộc đời nó chi phối, quên mất cái chuyện tu. Nói là cái trường hợp đó, bận quá không đi tu được. Thế nên người tu Đại Thừa đó là tu trong công việc, tu trong công việc, giờ nào việc đó, chứ không phải là lên chùa tụng kinh tu. Tụng kinh là một ở trong các cái pháp môn tu. Nếu mình là một học sinh thì mình phải cố gắng mình học cho thiệt giỏi nha. Thành ra một công nhân thì phải là công nhân sản xuất. Một nhà khoa học thì phải làm được cái gì đó, tức là tập trung vô cái việc làm đó. Miễn cái việc làm đó là việc tốt, cái việc có lợi cho đời đó. Nhưng mà tập trung vào đó thì cái chỗ này mình tu đó là tu được cái bước đầu, là tu trong cái là tập trung vào trong công việc. Cho nên mình tụng kinh là mình cũng tập trung trong công việc. Tại sao mình tụng kinh? Tại vì mình tụng kinh thì đâu có cái lợi của tụng kinh phải thấy được đó. Tại vì thường ở ngoài đó thì nếu các Phật tử không tụng kinh thì hay nói chuyện mà phù phiếm. Bây giờ nữa mình tụng kinh cho nên mình nói những cái lời của Đức Phật. Mình tập nói những lời của Đức Phật, mình nghĩ về Đức Phật. Đây là mình tu này. Trong lúc mình tụng kinh mình làm cái chuyện này. Còn bây giờ mình ra mình làm việc á, thì cái trường hợp đó mình tập trung vào trong công việc. Giờ nào việc đó, mình làm cái công việc này nó tốt mà nó có lợi cho cuộc đời nữa, thì cái này mình nên làm. Đây là cái tu theo Bồ Tát Thừa. Cho nên cái người này đã giờ nào việc đó, khi nào thấy cần nghe pháp thì mình đi nghe pháp, khi nào thấy cần tụng kinh thì mình tụng kinh, khi nào thấy cần lại Phật mình lại Phật. Thành ra trong cái lúc đó đó thì mình kết duyên với Phật, mà bảo là đừng quên đó, đừng quên cái chuyện tu hành ở chỗ này. Đó là cái việc quan trọng của Bồ Tát Thừa. Thì như vậy nó mình cũng được tu, mình cũng được giải thoát, mà mình còn dìu dắt thêm được một số người họ cùng đi với mình. Cho nên Bồ Tát Thừa đó là cùng ra khỏi sanh tử luân hồi, mà cùng dìu dắt một số người theo mình ra khỏi luân hồi. Thì chỗ dìu dắt này đó là Thầy nhắc trong điều đó, là những người có duyên với mình mới độ được. Mình biết, mình nói họ nghe, họ sẽ làm theo mình, thì cái này mình nói. Còn cái người mình nói họ không nghe, mình cũng nói. Không phải ai cũng độ được. Thế nên Đức Phật cái Ngài nói là Ngài cũng chỉ độ những người có duyên với Ngài thôi, phải không? Còn những người không có duyên với Ngài đó thì Ngài làm sao độ? Cho nên có hỏi Ngài cũng nói này. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên hành Bồ Tát Thừa đó thì đầu tiên đó là tất cả các Phật tử đó là nên quan sát kỹ xem người nào có duyên với mình. Có duyên với mình có nghĩa là mình thương được cái người đó.
mình muốn giúp đỡ người đó, mà người đó cũng có thể nghe lời mình, gọi là bạn đồng tu, dìu nhau để ra khỏi sanh tử luân hồi. Trên bước đường tu đó là cái điểm này là quan trọng. Chứ còn trong lúc đó mình có khả năng để làm được chuyện này mà mình không làm, rồi đó thôi mình nó là đi xuất gia ra khỏi sanh tử luân hồi, hành Bồ Tát đạo không ra sao? Đức Phật nó hành Bồ Tát đạo cũng ra khỏi luân hồi, nhưng mà đi ra mình còn dìu dắt thêm được một số người nữa để cùng đi với mình. Đó là cái điểm quan trọng. Thế bây giờ cái hàng người thứ hai nó gọi là duyên giác thừa. Cái người này đó thì thiệt ra không có sức khỏe, nhưng mà có cái đầu thông minh. Có cái đầu thông minh thì mình dùng cái đầu thông minh của mình để mình quan sát sự vật, mình có thể hướng dẫn, có thể chỉ bảo cho những người khác họ không phải gặp những cái sai lầm nữa. Tức là sử dụng ngay cái mình có đó mà tu, chứ đừng tu theo kiểu người khác. Cái pháp không thích hợp với mình thì đôi khi nó trở thành bệnh, hại hơn là lợi. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái người nào mà xuất gia được thì Đức Phật cho xuất gia, mà những người Đức Phật thấy là không xuất gia được thì không cho xuất gia đâu. Cho nên cái khi mà ông Gia Xá đó, Trưởng giả Gia Xá, thấy con của mình đi theo Phật tu đó, rồi đắc quả là hán đi, ông thấy như vậy đó, ông mới xin Phật cũng đi tu theo đi. Nhưng mà Đức Phật quán nhân duyên thấy cái ông này là không thể xuất gia được, không thể xuất gia được thì Đức Phật không cho. Ông ở nhà tu có lợi hơn là trường hợp mà ông đi xuất gia. Tại sao? Ông có gia đình, ông có sự nghiệp, ông có thể giúp đỡ được cho nhiều người. Mà bây giờ đó, ông bỏ hết cái sự nghiệp ông đi, rồi ôm bình đi khất thực, đi xin ăn từng ngày như vậy đó, thì cái này không có lợi. Cho nên ông con của Gia Xá đi tu thì Phật cho, nhưng mà ông Gia Xá đi tu Đức Phật không được. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy là mặc dù ở nhà, nhưng mà đừng để kẹt vô trong công việc, đừng để kẹt trong việc. Mình làm hết các việc, nhưng mà đừng để kẹt trong công việc đó, cho nên mình vẫn được giải thoát. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái chuyện ra khỏi sanh tử luân hồi là chính. Vì vậy đó mà trong lúc đó ông còn làm cư sĩ, ông làm bao nhiêu công việc đó mà cái tâm ông đã đạt tới cái hiền vị thứ ba rồi. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, ông đạt tới cái quả vị A Na Hàm rồi. Đó, cái chỗ Tu Đà Hoàng là cái bước mà thấp nhất để được giải thoát đó, là tất cả các phương tiện nhớ. Tức là mình sống ở trong thế gian, nhưng mà đừng để nhiễm thế gian nữa. Đừng để nhiễm thế gian, mình đừng để cho cái cuộc đời này đó nó lôi kéo mình, nó dồn dập mình. Mình cố gắng tu ở trong công việc mình làm, nhưng đừng để cái việc nó lôi kéo mình. Đó là cái điều quan trọng nhất. Nhờ như vậy đó mà không công việc chi phối mình, cho nên từ chỗ đó mình đã được giải thoát rồi. Mình được giải thoát. Cho nên được giải thoát không bị công việc chi phối. Rồi nữa, cái gì nữa? Không bị tình cảm chi phối. Thành ra mình có một quyết đoán trong công việc mình, thấy cái chuyện này đúng rồi, mình làm. Đó là cái việc quan trọng nhất mà phải nhớ. Chứ còn nhiều khi mình làm được một lúc được công việc nó chi phối mình, rồi mình trở thành rối luôn, mình trở thành mờ luôn, rồi mình phạm phải những cái sai lầm, mình đọa, thì như vậy không. Bữa trước thầy có nói thêm cái nữa đó, là khi mình tu đó, mình phải phân biệt được Đức Phật, Đức Phật lịch sử và Đức Phật tâm linh nữa. Cho nên mình nhìn lịch sử mà mình thấy cái chiều sâu của nó, chiều xa của nó, thì lúc bây giờ đó mình mới phát hiện được, ta gọi đó là thế giới tâm linh.
hay là con người tâm linh của mình. Người tâm linh tức người đã có căn lành và được Phật hộ niệm, thì lúc bây giờ mới có cái tâm linh đó. Còn nếu mà không được Phật hộ niệm, không có trong căn lành thì không thể thấy được này. Thì bây giờ nó cũng cùng một sự kiện mà cái người có niềm tin, cái người có căn lành đó, họ thấy nó khác hơn người không có niềm tin, không có căn lành đó. Thế nên người có căn lành, có niềm tin đó, thì họ nhìn họ thấy cái tượng Phật, họ nghĩ đó là Phật. Nhìn thấy cái tượng Phật, nghĩ đó là Phật. Hay là nhìn thấy tượng Phật mà mình nghĩ về Phật. Từ cái chỗ nghĩ về Phật đó, nghĩ về Phật là nghĩ bằng cái tâm linh của mình, tức là tinh thần đó. À, giờ thấy cái tượng Phật này đó, đầu tiên mình nghĩ về Đức Phật Thích Ca đi. Đức Phật sanh ra mấy ngàn năm trước, phải không? Rồi nghĩ Đức Phật sanh ra mấy ngàn năm trước đó. Rồi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên từ chỗ này đó, cái người có niềm tin ta mới bắt đầu ta phân ra Đức Phật đi về đâu, rồi Đức Phật từ đâu tới đây. Cho nên từ chỗ này đó, mình cũng phát hiện thêm mình đó, mình từ đâu tới đây, rồi ở trên cuộc đời này mình làm cái gì, rồi mai mốt chết rồi mình về đâu này. Cái người có căn lành là thường thường hay suy nghĩ cái đó. Thành ra quan sát Đức Phật rồi suy nghĩ về thân phận mình, đây là người có căn lành. Người tu đó là từ chỗ này. Cho nên ông Tiên A Tư Đà đó, mà thấy thái tử mới sanh thôi mà ông nghĩ ngay đó là Đức Phật, Đức Phật từ ở trong thế giới mà tịch quan của Ngài, cho Ngài sanh vô thế giới ta bà này đó, mang thân người, sanh vô thế giới này, mang thân người. Nhưng mà trong cái thân người đó có ông Phật bên trong, Ngài thấy được ông Phật bên trong. Đây là trường hợp Tiên A Tư Đà đó, tức là có trí tuệ, Ngài thấy được. Cho nên mới đoán được cái ông này đó, sau này nếu mà không đi tu thì sẽ chuyển lên Thánh Vương đấy. Mà đi tu là Phật thấy trước như vậy, ông Tiên A Tư Đà. Thì ông thấy như vậy, cho nên từ chỗ ông thấy như vậy rồi đó, mình mới quan sát theo cái kiểu mà của ông A Tư Đà để mình thấy. Đức Phật khi làm Thái tử thì Ngài cũng có những cái việc mà nó khác hơn những người khác. Anh ông Đề Bạt Đa Đa cũng là vương tử, thấy con chim nhạn bay ngang thì rút cung tên ra bắn. Thì con chim rớt xuống á, thì Thái tử Siddhartha thấy như vậy thương và rút mũi tên ra chữa lành cho nó, rồi thả nó về bầu trời. Đây cái trường hợp đi. Từ một cái hành động đó làm cho mình suy nghĩ về Đức Phật. Rồi cái khi mà dự lễ hạ điền á, thì Đức Phật đúng là còn làm Thái tử thôi, nhưng mà nhìn thấy cái luống cài ấy, nó bốc lên ấy, thì mấy con côn trùng bung ra, rồi chim ấy, nó xuống nó bắt côn trùng nó ăn. Thế nên nhìn thấy như vậy, thế nên tự nhiên Ngài khởi lên cái tâm thương. Thế nên tất cả các Phật tử, nếu ai mà thấy những con vật mà mình biết thương ấy, mình thương người thương vật ấy, là mình biết mình có căn lành. Còn những người mà họ thấy con vật mà họ muốn giết thì cái này nghiệp ác của họ. Hai cái này hoàn toàn khác. Thấy là muốn giết, bất cứ con gì cũng giết hết. Rồi tới cuối cùng tới con người cũng giết luôn. Đây là người ác. Còn mình thấy từ con người cho đến con vật mà mình thương được nó đó, là cái này gọi là tâm từ. Tức là căn lành đó, là tâm từ mình có. Cho nên nhìn kỹ cuộc sống của Đức Phật khi mà chưa đi tu, ta nhìn như vậy thì mình mới thấy được cái con người bên trong, thấy con người bên trong của con người. Nên bây giờ là tất cả các Phật tử mà mình nhìn tất cả mọi người mà mình tiếp xúc, mình quen biết đó, thì cái quan trọng nhất là làm sao thấy được con người bên trong của họ.
thấy được con người bên trong của họ đó, đây mới quan trọng. Con người bên trong của họ đó là ác hay là thiện, tốt hay là xấu, tham hay là không tham, phải không? Cho nên nhìn thấy con người bên trong. Mà Đức Phật nói là cái con người bên trong đó, nó mới ảnh hưởng cho cái con người bên ngoài. Đấy. Cho nên đó, tâm của mình đó, nó sanh ra pháp. Cho nên đó, cái tâm mình như thế nào đó thì nó sẽ hiện ra ngoài cái tướng đó. Cho nên cái người mà cái tâm hung dữ đó, thì thường thường nhìn thấy cái tướng hung dữ không? Cái tâm tham lam đó, thì nhìn thấy cái tướng họ tham lam. Cái tham sân si này đó là con người bên trong. Con người bên trong nó mới ảnh hưởng cho cái sát thân bên ngoài. Cho nên lúc bây giờ nếu mình mới thấy thêm Thái tử Sĩ Đạt Ta là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tức là nhìn cái khía cạnh nào đó thì thấy Ngài cũng hơn người ta hết. Đó, bắt đầu thấy tại sao có cái hình tướng như vậy. Là tại vì cái tâm bên trong. Cái tâm bên trong là ông Phật. Cho nên mình mới nghĩ xa thêm một chút nữa đó. Là khi mình mang cái tâm đời trước đó, mình mới sanh vào trong trong cái xác thân tứ đại đời này. Cái tâm của đời trước nó sanh vào trong cái xác của thân tứ đại này. Trong cái thân tứ đại này đó, có cái tâm đời trước của mình. Đấy. Đây là cái điều quan trọng, nhìn thấy được cái đó. Ngài Tri Giả Đại Sư đó, khi mà Ngài tu theo Kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới nhìn xuống một cái đầm sen ở Ngọc Tuyền. Nhìn cái đầm sen Ngọc Tuyền. Nhưng mà Ngài nghĩ tới Đức Phật đó. Đây, các Phật tử nhiều khi mình có đời sống tâm linh suy nghĩ xa một chút đấy. Nhìn cái đầm sen mà nghĩ tới Đức Phật. Thế nên nghĩ tới Đức Phật là nghĩ sao? Tại dưới cái đầm sen này đó, thì nó có đủ các loại cây cỏ hết. Cây cỏ mọc cái này. Nhưng mà nó có cái cây sen. Cây sen đó. Thì bây giờ đó, Ngài mới tu theo Kinh Pháp Hoa, lúc bây giờ đó, Ngài mới suy nghĩ biết tại sao mà nói là Kinh Pháp Hoa. Nói Kinh Pháp Hoa, nói là Phật Tựa. Cho nên đó, gọi là diệu pháp liên hoa. Cái này diệu pháp liên hoa. Liên hoa tức là hoa sen. Ngài tụng Kinh Pháp Hoa, Ngài nhìn cái đầm sen đó, Ngài nghĩ tới hoa sen. Cho nên Ngài nghĩ tới hoa sen. Đây, tôi tụng Kinh Pháp Hoa, tôi nghĩ tới hoa sen. Thì hoa sen này đó, nó phát xuất từ cái gì? Từ cái hạt sen. Cái hạt sen rồi nó lên tới cây sen. Rồi nó nở ra cái hoa sen. Rồi nó có cái gương sen. Trong cái gương sen đó, nó lại có nhiều cái hạt sen nữa. Đây, Ngài nghĩ về Phật. Ngài bắt đầu nghĩ về Phật nữa. Đây là cái thế giới ta bà. Thế giới ta bà nó có đủ thứ. Cỏ cây nó có nhiều loại. Nhưng mà ví nó như là một cái đầm, cái ao hồ. Đủ thứ trong này. Thì bây giờ Đức Phật sanh vào trong cái này đó, Ngài giống là Phật. Cho nên ví như cái hạt sen. Cái hạt sen mà sanh vào trong cái đầm lầy, sình lầy này đó, thì từ cái đầm sình lầy này đó mà nó mọc lên cái sen. Tại vì nó có cái hạt sen cho mọc lên cái sen. Còn nếu không phải là hạt sen đó, thì nó mọc lên đủ thứ cây hết. Đủ thứ cây cỏ. Loại nào nó mọc lên loại đó. Bây giờ chỉ có cây sen này đó là lạ. Lạ cho nên Ngài bắt đầu quan sát cây sen mà nghĩ tới Kinh Pháp Hoa này. Thì cây sen là cái hộp sen đầu tiên, cái hộp rớt xuống đây. Rớt xuống đây rồi đó, thì nó mọc lên cây sen. Thế nên mọc lên cây sen thì cây sen này nó không giống các loại cây khác, các loại cỏ khác. Đây. Cho nên nó bảo là
trong con người của Siddhartha đó, là có Đức Phật bên trong đó, là cái hạt sen nó nằm bên trong đó. Cho nên nó lớn lên đó, nó trưởng thành đó, nó thành ra cái sen. Thành ra ngài gốc của nó là hạt sen, cho nên mọc lên cây sen. Còn tất cả mình đây là gì? Cho nên mọc lên cây đó. Cho nên trên bước đường tu đó, mình tu theo Phật, mình tu theo Kinh Pháp Hoa đó, là mình cố ung đúc đó, cái hạt sen đó, để là mình lên cây sen, chứ mình không có lên cây cỏ khác nữa. Tại Đức Phật là sen, cho nên đó, sẽ mọc lên cây sen. Cây sen rồi đó, là tu đó, tại vì gốc là sen, cho nên ngày tu đó, ngày mới thành Phật. Thành Phật là ví như là cây sen nó mới nở lên cái hoa sen đó. Nở lên cái hoa sen tức là đắc đạo. Đây, trên bước đường tu của mình. Cho nên Đức Phật tu đắc đạo, đắc đạo tức là nở hoa. Đó, tu có kết quả rồi, thành ông Phật. Thì nở hoa, khi mà nở hoa đó, thì lúc bây giờ ta biết là Đức Phật thành Phật. Cho nên nở hoa sen, thì trong cái hoa sen đó, nó có cái gương sen ở bên trong. Nó có cái gương sen ở bên trong. À, thì lúc bây giờ đó, khi mà hoa nở ra đó, thì người ta mới thấy cái gương bên trong. Rồi bây giờ cái hoa đó, nó rụng hết cánh xuống đó, thì còn lại cái gương, còn lại gương sen. Mà mới phát hiện trong cái gương sen đó, nó có những hạt sen. Đây, cho nên mình tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, là từ cái hạt sen của Đức Phật mà thành ra cây sen, thành hoa sen, thành ra hoa sen. Rồi bây giờ đó, mình phát tâm, mình tu, mình theo Phật, mình tu đây đó, là mình thành cái hạt sen trong cái gương sen. Các Phật tử nhớ cái chỗ này. Mình bây giờ đó, mình tu theo Kinh Pháp Hoa là mình là cái hạt sen trong cái gương sen. Còn hồi nãy Đức Phật Thích Ca đó, là cái hạt sen nó từ trong cái thế giới tịch quang đó, mà nó rớt vô trong thế giới ta bà. Cho nên đó, bảo là thị hiện đản sanh. Thị hiện đản sanh là từ cái thế giới Phật đó, ngày mới sanh vào thế giới ta bà. Còn mình đó, nhờ thấy Đức Phật thành Phật, cho nên phát tâm mình tu đó, là mình là cái hạt sen, mình theo Đức Phật mình tu đó, là mình là cái hạt sen trong cái gương sen này. Nhớ cái chỗ này. Thành ra hạt sen trong gương sen đó, thì bây giờ mình đã bị ảnh hưởng Đức Phật rồi, cho nên mình đi tu theo cái con đường của Đức Phật. Tu theo con đường của Đức Phật đó, thì cái khi mà Đức Phật đó vào Niết Bàn rồi, thì mình bây giờ cốt mình là sen. Cho nên mình có trồng căn lành ở Đức Phật đó, là nói chỗ này. Tại mình trồng căn lành Đức Phật rồi, cho nên mình cái gốc nó từ chỗ Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, Phật mới hộ niệm mình từ gốc Phật sanh ra mà. Cho nên từ gốc Phật sanh ra, cho nên mình mới có một cái lòng thương người, thương vật. Đây là cái điều quan trọng. Cái tâm từ mình có đó. Là cái này là nhờ có Đức Phật mình mới có cái này. Chứ không có Đức Phật không biết. Thì bây giờ đó, cái khi mà cái hoa đó, nó rụng xuống hết đi, để cho gương nó lên. Cái gương nó lên chỗ này bảo là Đức Phật vào Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca đã vào Niết Bàn rồi, phải không? Đức Phật Thích Ca nó vào Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ cái gương sen nó còn lại đó, nó sẽ rụng xuống những cái hạt khác mà mọc lên. Tức là cái hạt này nó là từ Đức Phật mà ra. Cho nên cái chỗ này đó, ta gọi là Phật Đại Đệ Tử. Đó là những người mà đi theo Đức Phật tu hành đó, mà đắc thánh quả rồi đó, thì những người ta ví như là cái hạt sen ở trong cái gương sen. Hạt sen, gương sen. Đó. Thành ra bây giờ đó là qua lạc liên thành, Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì tất cả các vị đệ tử của Đức Phật mà đắc đạo rồi đó, họ mới phát nguyện hoằng truyền Kinh Pháp Hoa, phải không? Thành ra chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy đó. Hoằng truyền Kinh Pháp Hoa. Thì như vậy gần nhất á, thì bảo rằng ở trong thời Đức Phật đó, có 16 vị đại đệ tử, mà thường thường mình gọi là 16 vị A-la-hán đó. Họ nguyện tái sanh trở lại trong thế giới ta bà này. Đức Phật vào Niết Bàn rồi, họ không vào Niết Bàn, ở lại để mà truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật đi. Đây là những cái hạt sen
mà do Đức Phật Thích Ca tạo nên. Vì vậy đó mà Ngài mới đưa ra cái gọi là Tam Cứu Nghĩa. Thành ra Ngài chỉ nói mấy câu này thôi, nhưng mà mình suy nghĩ là mình thấy như vậy này. Ngài nói là vị liên cố qua, qua khai liên hiện, qua lạc liên thành. Nhìn cái đầm sen rồi nhìn cái hoa sen mà tự nhiên Ngài nghĩ ra cái này. Tại nhờ có cái Đức Phật là cái hạt sen, từ ở trong cái thế giới tịch quan đó, mà rớt vô trong thế giới ta bà này đó, có nghĩa là cái hạt sen rớt xuống cái đầm sen. Thành ra thế giới ta bà này đó, ví như là cái đầm sen rớt này. Rồi từ trong cái đầm sen nó mọc lên cây sen. Rồi cái cây sen này nó nở hoa, nó nở hoa. Cho nên tu đắc đạo là nở hoa. Cho nên từ cái cây sen mới nở lên hoa sen. Nhưng mà cái hoa sen nó nở ra để nó nuôi cái gương sen bên trong. Cho nên bảo là hoa lạc liên thành. Thì khi mà cái con hoa rụng xuống hết thì tất cả các cái hạt bên trong đã lớn rồi. Chứ nếu mà cái hoa nó rụng sớm thì cái hạt bên trong không có. Cho nên chờ cho cái hạt bên trong nó lớn lên rồi đó, thì bây giờ cái hoa bên ngoài mới rụng không? Mà hoa rụng thì cái hạt mới lớn được. Chứ hoa không rụng thì hạt không lớn. Cho nên lúc bây giờ đó, khi mà Đức Phật vào Niết Bàn thì Đức Phật nói rõ cái câu này để cho mình suy nghĩ. Những người đáng độ thì Ngài đã độ rồi. Những việc mà đáng nói thì Ngài cũng nói rồi. Bây giờ chuyện còn lại đó là những người mà theo Đức Phật đây đó, chỉ cần siêng năng tinh tấn tu hành đó, trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì mình thành Phật thôi. Đấy, Đức Phật đã nói như vậy rồi. Thì bây giờ đó, cho nên Ngài vào Niết Bàn, Ngài vào Niết Bàn là ví như là cái sen nó rụng cánh xuống này, để cho gương trưởng thành. Thành ra tất cả những người đệ tử Đức Phật đó bây giờ thay Đức Phật đó, để đi truyền bá chánh pháp của Đức Phật khắp nơi. Thì bây giờ nó ở Việt Nam mình cũng nhờ các cái nhà truyền giáo ấy, mà từ ở bên Ấn Độ đó, họ mới sang đất Giao Châu của mình đây, họ mới gieo mầm sen xuống, phải không? Mới có cái Phật giáo Việt Nam mình này. Đây là cái điều quan trọng. Đức Phật từ thế giới tịch quan mà Ngài sanh vào thế giới ta bà, bây giờ từ trong thế giới ta bà này đó, nó có những cái hạt sen khác nữa, thì cái hạt sen khác nữa nó rải bung ra trên thế giới. Cho nên lúc bây giờ Phật giáo chúng ta truyền khắp các nơi. Nhưng mà cái này, cái gốc của nó cũng từ cái chỗ Đức Phật Thích Ca mà ra. Đấy. Cho nên nếu mà sen không tàn thì hạt cũng không lên được, không nuôi được. Đấy. Cho nên nếu mà Đức Phật Ngài còn sống mãi trên cuộc đời này, Ngài không vào Niết Bàn thì người ta nghĩ tới Đức Phật thôi, chứ những người chung quanh người ta không nghe đâu. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật vào Niết Bàn rồi, cho nên các vị không thấy Phật, mà không thấy Phật thấy Thầy hơi giống giống Đức Phật chút thôi, mình nghe mình theo. Đấy. Cho nên Thầy vẫn tuyên dương chánh pháp của Đức Phật. Rồi một thêm một cái Tam Cứu Nghĩa nữa của Ngài Trí Gia Đại Sư đó. Ngài nói là quyền thật luận. Cái quyền thật, quyền thật Ngài nói sao? Ngài nói là vị thật mà thi quyền, khai quyền hiển thật, rồi phế quyền tồn thật. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, gốc của Ngài đó từ một Đức Phật mà sanh lại trên cuộc đời này đó, làm con người. Nhưng mà trong con người của Thái tử Siddhartha có Phật. Mà cái khi đó Thái tử Siddhartha tu đắc đạo thành Phật đó, thì ông Phật hiện ra rồi đó, thì Thái tử Siddhartha mất đi, phải không? Nó còn ông Phật. Nhưng mà nếu mà Đức Phật không vào Niết Bàn đó, thì người ta cứ nghĩ là Thái tử Siddhartha là Phật thôi. Cho nên Đức Phật và bằng xương bằng thịt phải vào Niết Bàn để lúc bây giờ để chúng ta mới có một cái suy nghĩ hoài vọng về Đức Phật, mà chúng ta thấy xa hơn để thấy vào trong cái thế giới của Đức Phật. Đó là cái việc quan trọng như mình thấy. Thì Đức Phật vào Niết Bàn rồi,
Thì lúc bây giờ đó, ở đâu ta cũng thấy Phật hết. Còn nếu mà Đức Phật không vào Niết Bàn á, mà Ngài ở bên Ấn Độ á, thì bây giờ mình phải qua Ấn Độ mới gặp Ngài. Còn bây giờ Ngài vào Niết Bàn rồi đó, phải không? Đức Phật nói là nếu y theo cái giáo pháp của Ngài mình tu hành để mình đắc định á, đắc định hãy có định được á, thì lúc bây giờ nó sẽ thấy được Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu ở chỗ này, cái cốt lõi của nó là làm sao mà giữ được cái chánh niệm và chánh định, cái này quan trọng. Cái tâm mình cho thật là lắng yên đi, trong sạch, thanh tịnh như hoa sen. Thì lúc bây giờ đó, cái trí tuệ mình nó mở ra, thì mình mới thấy được cái thế giới của Đức Phật. Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, cho nên bây giờ trở thành Đức Phật của Pháp giới. Ta ở đâu đó, mà hãy nghĩ về Phật đó, thì có Phật đó. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà bảo là cái người đó mà có căn lành đó, thì nhìn đâu cũng thấy Phật hết. Đây là trên bước đường tu đó. Nhìn đâu cũng thấy Phật hết, nhìn ai cũng thấy Phật hết. Cho nên thầy nhớ có một vị thiền sư nào đó mà họ ngộ đạo rồi đó, họ mới nói cái câu này: khô mộc lý lâm ngâm, bằng quân hội đạo khứa. Câu này rất hay. Thành ra nếu mà mình nhìn, nói nó, nhìn cái gốc cây khô mà nghe được cái tiếng rồng gầm trong gốc cây khô là đắc đạo rồi. Ông nói vậy. Nhưng mình hiểu sao? Gốc cây khô là người ta nghĩ tới cái tượng Phật. Thấy không? Thành ra mình nhìn cái tượng Phật mà mình nghĩ đó là Đức Phật, mà mình nghe Đức Phật thuyết pháp ấy, thì cái trường hợp này đó ngộ đạo. Cho nên các Phật tử thấy ban đầu mình nhìn cái tượng mà mình nghĩ tới Phật, mà nghĩ tới Phật rồi qua bước thứ hai đó mà nghe được Đức Phật thuyết pháp ấy. Đức Phật thuyết pháp là nó thuyết cái chân lý này. Thì bây giờ đó, cái người đó mà nhìn cái tượng Phật mà nghĩ đó là Phật và nghe được đó, Phật thuyết pháp, thì cái này đắc đạo. Cho nên trong bước đường tu quan trọng chỗ đó. Thì bây giờ đó, mà cái người mà không có căn lành, không có niềm tin đó, thì họ nhìn, họ thấy, thấy tượng Phật, họ không nghĩ ra được Phật, họ nghĩ để cái tượng thôi. Như Ngài Trí Giả Đại Sư nói, khi mà Ngài ngồi Ngài tụng kinh, Ngài ngồi Ngài tụng kinh, rồi lúc bây giờ Ngài thiếp đi đó, là tại vì Ngài đi lên núi Linh Thú để nghe Phật thuyết pháp. Lên tới đó không thấy Phật á, không thấy Phật, cho nên á, lúc bây giờ Ngài tìm Đức Phật á, thì gặp được Đức Phật đang thuyết pháp ở trong trong thế giới của Ngài, thế giới thật báo. Cho nên chỗ này rất là hay. Nhưng mà nghĩ ra được như vậy, mà thấy được như vậy đó, thì mới ngộ đạo được. Cho nên cái tâm của mình á, tâm của mình á, cái căn lành của mình á, nó làm cho mình nghĩ được như vậy. Nghĩ được là thấy được cái thế giới thật báo của Đức Phật. Cho nên Ngài Trí Giả nói là mặc dù Ngài cách Đức Phật 1000 năm, nhưng mà vẫn nghe Đức Phật đang thuyết pháp, đang thuyết kinh Pháp Hoa. Cho nên chỗ này các Phật tử nên nghĩ thành cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa mà đi sâu vào đó, thì mình thấy được cái đó. Cho nên cố gắng mình tu hành đó, để làm sao mà từ một cái phương tiện ở bên ngoài mà thấy được cái chân thật bên trong, từ một cái tượng Phật mà mình thấy được Đức Phật. Cho nên nhờ thấy được như vậy đó, mà trên bước đường hành đạo của thầy, thầy thấy thầy lúc nào cũng được Đức Phật hộ niệm, lúc nào cũng được Đức Phật che chở. Cho nên dù có gặp những cái khó khăn nguy hiểm nào đi nữa, thầy cũng vượt qua được hết. Thì nếu các Phật tử có cái niềm tin đó, thì chúng ta có căn lành rồi, thì chắc chắn thì cái tu của chúng ta sẽ có kết quả thôi. Thì Bồ Tát Sơ Phát Tâm có nghĩa là khi nào mà mình phát Bồ Đề Tâm, mình cầu thành Phật và mình cứu độ chúng sanh, thì đây mình gọi là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên nhiều khi Đức Phật nói là mình đọa vào trong địa ngục, mình khổ quá, mình cảm được cái khổ ở trong địa ngục. Rồi bây giờ nữa mình phát tâm Bồ Đề, mình phát tâm Bồ Đề nữa,
để mình cầu thành Phật. Cầu thành Phật để giải cái khổ đó của mình. Tại vì do vô minh mà tạo nên nghiệp chướng, trần lao và phiền não, cho nên vào địa ngục. Còn Phật thì nhờ có trí tuệ chỉ đạo, cho nên không tạo nghiệp chướng, không tạo trần lao và không có phiền não, cho nên không vào địa ngục. Cho nên khi phát Bồ Đề Tâm để cầu trí tuệ Phật, nhờ Phật lực gia hộ tới cho mình, để mà mình có trí tuệ, để mà mình cắt đứt cái phiền não trần lao, nghiệp chướng ở trong địa ngục, mà mình ra khỏi đi. Mới ban đầu tiên đó, thì khởi lên cái tâm đó. Tức là cầu thành Phật, cầu Phật tiếp độ cho mình. Thì đây người ta gọi là phát tâm. Nhưng mà thường đó, thì Đức Phật dạy đó, khi mà mình khổ đó, thì mình muốn tu. Mình khổ mình muốn tu, nhưng mà khổ thì tu không được. Khổ thì khó tu lắm. Nhưng mà khổ thì mới muốn tu. Nhưng mà hết khổ rồi đó thì lại không muốn tu. Khi mình hết khổ rồi đó, mình ra ngoài được rồi đó, mình được an lành, được sung sướng rồi đó, thì mình thấy không muốn tu nữa. Tại vì mình lại bị cám dỗ trở lại. Cho nên đa số chúng sanh đó, cứ vào địa ngục rồi lại ra. Ra rồi đó lại là bị vô minh khởi lên. Vô minh tức là do tham vọng. Tham vọng khởi lên đó, rồi lúc bây giờ đó mình mới lại đọa vào địa ngục nữa. Mà như vậy từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay đó, mình ra vô trần lao, đi va ra vô địa ngục không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nên các Phật tử nghiệm lại thấy cái chỗ đó. Tức là mình đã phát tâm rồi, đã phát tâm Bồ Đề từ những kiếp trong quá khứ rồi. Chứ nếu mà chưa phát tâm Bồ Đề trong quá khứ thì ngày nay có gặp Phật Pháp thì mình cũng không muốn tu nữa. Mình không thể nào có cái niềm tin. Mình nhìn mình thấy nó có những người đó, Đức Phật nói là ở bên cạnh Đức Phật mà cũng không thấy Phật. Không thấy Phật chỗ này là nói là không tin Phật. Chứ chưa nói tới là không thấy được ông Phật mà ở bên trong cái ông Sa Môn. Tại vì những người mà họ không thấy ông Phật bên trong đó, cho nên họ cứ nói là Đức Phật là Sa Môn Cồ Đàm. Các hàng ngoại đạo cứ nói Đức Phật Thích Ca là Sa Môn, tức là ông thầy tu, chứ không nghĩ đó là ông Phật. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là không thấy Phật. Tức là không thấy Phật bằng niềm tin, cho nên mình không có tin. Đó là những người mà không có trồng căn lành ở trong quá khứ đó, chưa phát Bồ Đề Tâm trong quá khứ. Còn những người mà phát Bồ Đề Tâm trong quá khứ rồi đó, thì nhìn thấy Đức Phật đó, thì sanh ra kính tính, vừa kính trọng mà vừa tin. Thì trong những người mà kính trọng Đức Phật và tin Đức Phật đó, là những người đó đã phát Bồ Đề Tâm ở trong quá khứ rồi. Mà từ ở trong quá khứ đó đó, họ tu dần cho tới ngày nay đó, cho tới khi mà Đức Phật ra đời đó, thì lúc bây giờ đó họ thấy Đức Phật. Họ thấy Đức Phật thì bảo là thứ nhất là thấy Đức Phật bằng niềm tin. Là tất cả mọi người mình đây thấy Đức Phật bằng niềm tin, tức là mình tin Đức Phật. Mình tin Đức Phật bảo hộ cho mình, cho nên mình tu, mình nghĩ tới Đức Phật. Càng hai cao hơn chút đó, là vì ở trong quá khứ họ đã phát tâm rồi, họ đã tu rồi, cho nên cái trình độ họ cao hơn mình. Cái trần lao nghiệp chướng họ nhẹ hơn mình. Cũng ở trong loài người thôi, nhưng mà họ khác nhau hoàn toàn. Nên các Phật tử nhìn kỹ rồi mới thấy chỗ đó, biết không? Cho nên Thầy nói đó, trên cái mặt bình đẳng thì người ai cũng như ai. Nhưng mà trên cái mặt sai biệt mà nhìn thì không ai giống ai hết. Trên đời này không ai giống ai hết. Tức là sai biệt là gì? Tức là trần lao, nghiệp chướng và phiền não. Cho nên ở trong mỗi người chúng ta đây đó, cái người mà còn đầy phiền não. Còn đầy phiền não có nghĩa là sao? Ở trên đời này mình không bằng lòng được bất cứ một cái gì hết. Cho nên trong lòng mình buồn bực khổ sở luôn.
ngoài xã hội mình cũng không bằng lòng, đi về nhà mình cũng không bằng lòng, lên chùa mình cũng thấy không bằng lòng nữa. Không bằng lòng với tất cả những người chung quanh mình đấy. Thế cho nên cái người này đó, người thứ nhất đó, gọi là đầy trần lao nghiệp chướng và phiền não, có đủ hết rồi. Mà phiền não này là thuộc về phiền não nặng đó, biết không? Nhưng mà mình tu đó, có những người nó đã xóa đi một phần phiền não rồi. Tại trên bước đường tu đó mình đã xóa bớt nó rồi. Thì cái người mà phiền não nhưng mà nhẹ hơn, ở trong cái phiền não đó quý vị nhớ đó, là nó có cái gì? Có 6 cái phiền não căn bản mà Đức Phật dạy này. Mình tự kiểm tra là biết. Thì mình nhìn mình thấy những người chung quanh mình biết. Thầy nói thứ nhất là phiền não nặng nhất là có đủ hết. Có đủ 6 món phiền não căn bản và có 20 món phiền não phụ, phải không? 20 món đó. Đó. Là phiền não là nó có gồm có 6 cái chính và 20 cái phụ. Thì mình kiểm tra lại đó, mình coi thử coi. Riêng bản thân mình đó, mình đã chế ngự được bao nhiêu cái phiền não chính và bao nhiêu phiền não phụ. Cho nên nó thường những cái mà mình biết tu rồi đó thì mình có hơi khác một chút chỗ đó. Người chưa biết thì khác, còn mình biết là mình khác. Cho nên cái phiền não ấy, mà căn bản Đức Phật nói là tham sân si mạn nghi và ác kiến đó. Cái này là phiền não căn bản ấy. Phiền não căn bản có nghĩa là ai cũng có hết. Tham tức là lòng ham muốn, phải không? Lòng ham muốn. Nhưng mà có người cái ham muốn quá nặng, mà có người cái ham muốn nhưng mà nhẹ. Có ham muốn nhưng mà ham muốn những cái hợp lý thôi, còn những cái nào không hợp lý mình không thích. Đây, cái hàng này nhẹ hơn chút rồi đấy. Cái người mà quá ham muốn đó thì chưa có Đức Phật nó muốn có, mà có rồi muốn có nhiều hơn, mà mất hết rồi đó, có nhiều hơn thì phải mất chứ. Vượt cái mức cho phép thì phải mất. Phải mất tức là tù tội, phải không? Tù tội. Tức là quá tham cho nên mất. Chứ hồi nào giờ mình cứ kẹt vô công việc thôi. Anh mình kẹt vô công việc là mình lệ thuộc công việc. Bây giờ mình sống với cái suy tư của mình, để phát huy cái trí tuệ của mình, để tìm ra sự thật của cuộc đời này. Mình từ đâu tới đây? Và bây giờ đó, mình đang sống trong kiếp người này đó, mình làm cái gì? Đây. Và sau khi mình hết cái kiếp người này đó, rồi mình đi về đâu? Đây là cái trường hợp mà cái người tu có cái đặc biệt. Tức là sống trong kiếp người mình làm cái gì? Để khi từ bỏ cái thân người này rồi đó, mình làm gì? Đầu tiên là mình đọc sách, phải không? Mình đọc sách để mở mang trí tuệ. Mình tụng kinh để cảm Phật và Bồ Tát. Mình lại Phật để mình sám hối tội căn. Thì trong một ngày đó mà nếu thiệt ra đó, mình biết sống có ý nghĩa đó, thì quý vị thấy có nhiều cái hay lắm. Thầy phần nhiều thầy sống với cách này. Tức là có thì giờ thì mình dành ra để mình làm chuyện này. Mà quan trọng nhất là cái trường hợp mình sợ đọa, cho nên mình luôn luôn sám hối tội căn của mình. Tức là giữ cái kiếp như thế này và lần lần cứ đi lên. Cho nên giữ được như thế này và lần lần đi lên đó, là giữ sao? Giữ được cái mức bình thường này đó. Bình thường này đó là không cho phiền não phát sanh nữa, không cho thêm nữa. Giữ y vậy cũng được, mà bớt được cái nào thì đỡ cái đó. Đọc ở trong kinh, ở trong sách, mình thấy có được cái ý hay. Cái ý hay đó, đó là mình xét trở lại đó, cái việc làm của mình đó, trong những ngày qua, phải không? Mình thấy trong này có những cái ý hay. Ý hay này là gì? Đây là các bậc hiền thánh, các bậc chân nhân, những người có trí tuệ, họ nói ra, họ thành sách. Đây là cái điều quan trọng. Họ nói ra. Rồi bây giờ mình lấy cái đó mình rọi lại cuộc sống mình để mình biết, mình sửa này. Thì cái sống này có ý nghĩa. Coi ở trong kinh Đức Phật dạy mình một câu á, rồi mình rọi trở lại cuộc sống mình đây. Như Ngài Phổ Hiền bảo một câu này, tất cả trí nhân, phải không?
Nếu anh là người có trí thì nên ngồi suy nghĩ những gì đáng quý trên cõi thế gian này. Nên suy nghĩ cái này đi. Những cái gì mà quý trên thế gian này mà khi mạng chung còn đem theo được á, thì tích cực làm. Còn cái gì mà mình ra đi, mình bỏ lại cho thế gian á, thì đừng bận tâm. Bận tâm quá nhiều á, thì phiền não và nghiệp nó cũng nhiều theo. Nhớ vậy bỏ bớt nữa. Thành ra chuẩn bị ra đi thì phải chuẩn bị hành trang chứ. Hành trang những cái gì mình mang đi được. Thì bây giờ quý vị chuẩn bị gì? Cái hành trang thứ nhất là thầy đọc kinh để thầy hiểu về Phật, về Bồ Tát và thế giới của chư Phật và thế giới Bồ Tát. Phải hiểu cái này. Tức là mình tìm cái con đường mình đi sau khi mình chết, phải không? Chứ còn bây giờ đó, mà mình chưa biết được sau khi mình chết mình đi về đâu đó, thì cái này chưa yên tâm này đó. Nên trên bước đường đi đó, cái điều này là điều quan trọng. Cho nên mình đọc sách, đọc kinh là tìm cái này coi. Tìm xem thử coi khi mình chết mình về đâu, mình muốn về đâu. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà trong kinh đó, hầu hết Đức Phật giới thiệu cho mình tất cả các cái thế giới của chư Phật, của Bồ Tát. Đức Phật nói là muốn làm bạn với Bồ Tát thì mấy vị nên làm cái này, cái này, cái này. Muốn về Phật thì nên tu cái này, cái này, cái này. Tất cả các thế giới Phật có sẵn hết. Thành Phật chỉ cho mình đó nhé. Cho nên bây giờ muốn về Phật không? Thành muốn về Phật thì phải tu như thế này, chỉ rõ. Thành về Phật thì Đức Phật nói là Phật Dược Sư có, Phật Di Đà có, Phật Di Lặc có này. Gần mình nhất Phật Hương Tích có này. Có Đức Phật, có Đức Phật và có thế giới Phật. Bây giờ đầu tiên đó, mình thì mình tin có thế giới Phật. Có thế giới Phật, cho nên mình có niềm tin đó mình tu. Nhưng mà ngày nay khoa học người ta cũng thấy là cái này đúng. Cái Đức Phật nói là đúng. Cho nên nó càng giúp cho mình tin vững thêm chút nữa. Chứ ngày xưa thì các hòa thượng lớn họ tin là họ chỉ tin vậy thôi. Như ngài A Nan nói là mặt trời mà có lạnh trở lại đi nữa, mặt trăng mà có nóng lên đi nữa, tức là ngược lại như vậy nữa, tôi vẫn tin lời Phật. Cái niềm tin nó chắc như vậy. Mặc dù bây giờ tôi chưa thấy thế giới Phật, nhưng mà Đức Phật chỉ cho tôi thế giới Phật, tôi tin thế giới Phật đó. Đức Phật chỉ cho tôi cách tu để về đó, tôi tin cái đó tôi làm. Cái tin mà quyết định cao như vậy. Nhưng bây giờ ngày nay đó, thì mình có thể có những cái mà mình biết hơn. Nhờ khoa học mình biết thêm phần. Thí dụ như bây giờ thầy nói, ngày xưa đó, mà các cái vị tu hành đó, họ chưa biết khoa học. Nhưng mà do niềm tin của họ mà họ khám phá ra được những cái điều mà bình thường con người không thể nào nghĩ tới được hết. Như bây giờ một vị thiền sư đó, họ ngồi thiền ở bên cái ao, họ thấy một cái con ếch nó nhảy xuống ao. Họ thấy con ếch nhảy xuống ao đó, mà họ ngộ đạo, phải không? Còn mình bây giờ mình thấy ếch nhảy nhiều quá nên mình đâu ngộ được. Thành ông này ông ngộ cái gì? Ông này ông ngộ được đó, là như vậy đó. Là Đức Phật nói ở thế giới mà mình đây, tức là có cái loại hình thế giới của chúng sanh ở trong nước. Có một cái là chúng sanh ở trên khô, thế giới của người ở trên mặt đất này, ở khô. Có một cái loại hình thế giới cao hơn nữa là thế giới người ở trong hư không. Người ở trong hư không này. Bây giờ mà nhờ chỉ thấy có một con ếch từ ở trên thế giới này mà nhảy xuống dưới ao, lặn xuống ao, thì bây giờ đó ngài mới tự phát hiện ra mình làm con người, mình làm con người đây, tức là ở trong thế giới người đây, phải không? Nhưng mà mình nương theo giáo pháp Đức Phật đó,
để mà mình vào trong thiền định, vào sâu trong thiền định á, để mình lọt qua thế giới khác được không? Mà quý vị thấy trong chùa người ta làm cái mỏ tụng kinh á, mà có chạm hình con cá quá lông không? Là cái này biểu là con cá đó, mà nó nhảy qua lông môn á, thì nó sẽ thành rồng, nó sẽ bay lên đó. Thì từ cái chỗ này đó, con ếch nhảy xuống ao, con cá nhảy qua lông môn. Cho nên mình tin là có thế giới Phật, có các vị Bồ Tát, cho nên mình theo các ngài mình nhảy đó. Thì bây giờ nó từ cái góc độ này đó, tu nó thì thầy mới nhìn thầy thấy rõ. Từ ở trong cái thế giới loài người mình, hồi nãy thầy có nói đó, người đó, thì ai cũng như ai, nhưng mà nhìn kỹ đó, thì không ai giống ai hết. Thì cái chỗ không giống ai này quan trọng. Cho nên mình phân biệt ra thập loại chúng sanh đây đó, để mà mình chọn mình tu này. Thành ra không ai giống ai hết đó là gì? Vì có người đó, họ là mang thân người, nhưng mà cái tâm của họ đó là địa ngục. Có người mang thân người mà cái tâm của họ là ngạ quỷ. Có người mang thân người mà cái tâm họ là súc sanh. Mà có người mang thân người đó mà cái tâm họ là người. Mà có người mang thân người mà cái tâm của họ là chư thiên. Có người mang thân người mà cái tâm của họ là thanh văn. Có người mang thân người mà tâm là duyên giác. Có người mang thân người tâm của họ là Bồ Tát. Có người mang thân người mà tâm của họ là Như Lai. Có người mang thân người đó mà tâm của họ là Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên mình nhìn kỹ, tập trung tư tưởng lại, gọi là chánh niệm, mà rọi vào trong cuộc sống loài người, để mình nhìn kỹ cái mình thấy cái này hết. Cho nên bây giờ mình nói là người không ai giống ai hết, là gì khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà mình thấy khác nhau hoàn toàn rồi đó, thì cái trường hợp mình thấy rõ con người này địa ngục, thì họ sống theo kiểu địa ngục, cái suy nghĩ của họ theo kiểu địa ngục. Cho nên khi mà mình gần người ác á, thì cái tâm ác mình sanh ra. Vì vậy đó, mình sợ mà không dám gần. Nên đó, đa số các Phật tử đi chùa nữa, mà thầy có khuyên á, thầy nói là vô chùa nữa thì mình chỉ nghe pháp, chúng tụng kinh lại Phật thôi, chứ còn đừng dụm lại mà nói những cái chuyện phải trái hơn thua trên cuộc đời này đó. Cái này nguy hiểm lắm. Cái này là nghiệp này, biết không? Cái này là nghiệp của ba đường ác đó. Cái phải trái hơn thua của cuộc đời này đó, thì cái này gì? Thuộc về ba đường ác. Từ cái chỗ đó, phải trái hơn thua, cho nên mình nghĩ cái này phải thì mình binh vực cái này trái, mình chống. Trong tâm mình nó đã có binh vực và có cái phản đối, hai cái này có. Mà từ cái binh vực và phản đối này thì nghiệp nó sẽ trùng trùng duyên khởi, nó cứ theo đầy nó lên. Thành ra mình có cái tâm phản đối, thì lúc bây giờ những người có tâm phản đối đó, họ tới với mình, ta nên kết hợp thành bạn đó, thì tu theo con đường này đi xuống. Cho nên rất nguy hiểm, nên mình hạn chế cái này. Nhưng mà nếu mà quý vị đó tu cao hơn chút là rọi kỹ vào. Mình rọi kỹ vào đó, trong ba đường ác này, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh này đó, mình coi như phải có các vị Bồ Tát hiện thân trong này đó, thì cái trường hợp này mình cũng có thể hợp tác được này. Thành ra từ địa ngục họ chạy ra, từ ngạ quỷ chạy ra, từ súc sanh chạy ra này chứ. Các vị Bồ Tát lớn thường thường họ hay chung vào chỗ này. Họ hay chung vào chỗ này để họ giáo hóa chúng sanh. Mình chưa dám. Tài nghiệp mình còn, cho nên mình sợ, mình không dám vô. Nhưng mà các ngài vô được. Đó. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế, quý vị thấy ấy, có ba người mà khi mà thầy rọi vô đó, thầy thấy, thầy nói đây các vị Bồ Tát lớn. Tức là cái người thứ nhất đầu tiên đó là ngài Ubali. Ngài Ubali đó, hiện thân làm cái ông thợ hớt tóc thôi. Ông thợ hớt tóc thôi. Ông Ubali nói một câu mà rất dễ thương. Ba đời làm thợ hớt tóc mà chưa thấy được một chỉ vàng. Nghèo. Đó, thì sống theo kiểu như Ấn Độ thầy nói nãy đó. Đó, thì bây giờ hớt tóc của ngài đó là hớt bao nhiêu đó là đủ sống rồi thôi, không hớt nữa, nghỉ. Chứ không phải cố gắng kiếm thêm cho dư, biết không? Tại vì ngài khác hơn mình. Là ngài biết rõ cái phước tới đâu đó.
thì chỉ hưởng tới đó thôi. Mà nếu hãy mà vượt lên trên cái này nữa thì sẽ mất. Cho nên cái phước của mình, ví dụ như là cái ly nước này, nó chỉ chứa được bao nhiêu đây thôi, mà chứa dưới cái mức này thì yên ổn này. Cái này thầy bỏ có 1/3 ly nước thôi nha, 1/3 ly nước thế thì được. Nhưng mà nếu hãy đổ lên tới đây nó tràn, phải không? Được, có đổ thêm như bao nhiêu nó không tràn ra hết không? Các vị nghĩ cái chỗ đó. Cho nên sống dưới cái mức của mình, cái mức nó tới đây, nhưng mà có thể tới đây thôi, nước thầy có tới đây thôi, cho nên yên ổn. Ngài Ubali sống ở này ba đời làm thợ tóc, mà không ông nội ngài, cha ngài cho tới ngài mà chưa được thấy chỉ vàng. Đó. Rồi bây giờ đó, bảy vương tử mà đi tu đó, thì lúc bây giờ đó, bảy vương tử mới cởi hết tất cả đồ trang sức của mình, ngọc ngà châu báu của mình đó, đem cho hết ngài đi. Nó thôi bây giờ đó, ông đừng hợp tóc nữa, ông đem cái này ông bán đi, mà ông sống cả đời ông không hết, sống tới đời con ông nữa cũng hết nữa. Đây cái con người đặc biệt. Thì cái khi mà cái ông này nó là nghe bảy vương tử cho ông hết tất cả đồ này, nếu quý vị mà được vậy ham không? Thành ra thầy có một Phật tử trong đạo tràng mình ấy, mà đi qua bên Mỹ ấy, rồi lúc bây giờ đó về làm cho một cái bà Mỹ già đó, rồi bà già rồi bà nói thôi bây giờ nữa tôi chết đó, tôi cho bà cái nhà của tôi đó, làm giấy cho bà cái nhà. Bà mừng quá, bà trước thời thầy, bà nói cảm ơn thầy, nhờ theo thầy tu mà giờ con được cái nhà rồi thầy. Các vị mừng không? Đi ở mướn nhưng mà giờ được làm cái nhà làm chủ. Cũng được, thầy nói thôi nhờ tu mà được cái nhà nghỉ mày cũng tốt. Nhưng mà thầy khuyên đó, thầy nói được cái nhà rồi đó, nhưng mà ráng tu lên rồi mai mốt cũng bỏ cái nhà đi giống như bà kia nghe. Chứ đừng tiếc cái nhà ở lại mà làm ma. Làm ma để giữ cái nhà này nguy hiểm lắm ấy. Các vị nghiệm chỗ này xem. Ngài Ubali nói, mặc dầu như vậy, nhưng mà người ta có rồi mà người ta còn bỏ, phải không? Có Phật ra đời cho nên người ta bỏ đi, người ta đi theo Phật. Bảy vương tử này đi theo Phật tu. Còn mình á, không có, phải không? Mà bây giờ ôm vô này làm chi? Ôm cái của này để làm gì? Ta nên giữ cái này rất nguy hiểm. Những người khác họ thấy mình có của thì họ tìm cách họ lấy của mà họ giết mình đi. Thôi, đi tu. Đó. Ngộ đi tu được. Thì mà ngài mới đem cái tất cả của này đó, ngài treo trên cái cây, ngài viết mấy chữ để đó, ai nhận thấy được cái này trước thì cái này thuộc về của quý vị. Thế nên ngài theo Đức Phật ngài tu. Theo Đức Phật ngài tu rồi sau ngài đắc quả La Hán, ngài thành một cái bậc luật sư đệ nhất, người mà chuyên trì luật. Thành ra luật bây giờ nếu mà mình tu học của Đức Phật đó là do ngài Ubali kết tập. Thầy nói sao? Mặc dù sanh vô trong cái giai cấp nghèo này, khổ sở này nữa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh này nữa, nhưng mà đây là Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn dám sanh vô chỗ này vì có Phật ra đời, cho nên họ sanh vô cái chỗ này để mà họ độ cái giai cấp này. Cho nên tất cả những người khác đó, nhìn vô đó nó là ngài Ubali đó là thợ hớt tóc ngoại cấp, nhưng mà rồi nó đi theo Phật tu cũng đắc quả La Hán thành thánh, phải không? Hồi mình đi tu, phải không? Có bao giờ quý vị nghĩ vậy không? Thầy nghĩ vậy đó, thầy đi tu. Thầy cũng thuộc về loại ngoại cấp mà. Nông dân, nghèo. Cho nên là lúc bây giờ gặp Phật theo tu. Đây là cái ý thức. Ngài đi vào ở trong cái giai cấp mà nghèo khổ này, ngài đi tu thành đạo để cho tất cả những người nghèo khổ này sao mà nghĩ tới cái việc của ngài đó mà phát tâm tu. Thành ra thầy khởi đầu tu là nhìn ngài Ubali trước tiên. Cái người thứ hai nữa, một vị Bồ Tát lớn hiện trở lại đó, làm gì?
là người hút phân. Sunita là người hút phân. Thì trường hợp cứ sáng là ngày gánh phân ra ngoài thành đổ. Ngài làm cái nghề như vậy, ngài hút phân. Thầy cũng nhận ra, thầy nói đây cũng vị Bồ Tát lớn này. Vị Bồ Tát lớn hiện vô trong cái giai cấp này, phải không? Hiện vô trong giai cấp này để độ những người này. Cho nên lúc bây giờ nữa, gặp Phật độ, thì lúc bây giờ nữa ngài theo Phật ngài tu, ngài cũng đắc quả là người gánh phấn này cũng theo đắc quả. Đây là các vị Bồ Tát lớn hiện thân lại. Cho nên mình nhìn vào trong cái giai cấp mà thấp nhất đây, giai cấp công nhân thợ thiền làm thuê ở mướn đây, nhưng mà có những tâm hồn lớn ở trong đó, những người tốt thực ở trong đó đó, mình cũng nên làm bạn. Đó, mà ngày nay đó, ngày nay này quý vị đó, nếu mà nhìn kỹ trong xã hội đó, đôi khi mình cũng thấy vậy. Những con người tốt nằm ở trong giai cấp thấp, họ đi vào trong cái giai cấp thấp này đó, họ làm gì? Thì các vị Bồ Tát lớn ở trong mười phương đó, họ cũng sanh vô trong tất cả các giai cấp trong loài người mình. Chứ không phải mình nói là cái người ở giai cấp thấp này là xấu hết vậy. Mình tìm các vị Bồ Tát ở trong đó có, trong cái xấu đó mà tìm thấy có người tốt. Thì đây vẫn có Bồ Tát. Bồ Tát, đây là phần nhiều Bồ Tát lớn mới vô đây được. Con người đó phải có một tâm hồn lớn mà hy sinh lớn mới dám vào, mới dám làm chuyện này. Đó là các vị Bồ Tát mà hiện thân vô. Cho nên mình bây giờ để mình nhìn vô, nhìn vô xã hội. Chứ không phải mình thấy một người xấu cái mình nói hết. Không phải. Tìm người tốt ở trong những người xấu. Trong cái đám người xấu này đó, mà nó có một người tốt trong đó thì mình tìm cái người đó. Mình sống nó chung với tất cả mọi người. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất gì? Ai lỗi nhưng mình cũng lỗi. Mình không có lỗi lầm, mình không có sai trái, mình không có chê bai, mình không quỷ bán ai. Mình lo mình tự sửa mình thôi. Đó, mình phát hiện ra những người bạn tốt nằm ở trong này, mình coi như là Bồ Đề quyến thuộc. Rồi ở trong các cái giai cấp khác cũng vậy. Trong các cái giai cấp cao hơn, giai cấp thương mại, cái giai cấp mà chính trị, chính khách, tất cả các giai cấp này, giai cấp lãnh đạo, thì trong đó cũng có những người tốt. Mà cũng có người tốt, cũng có người xấu. Cho nên những người tốt đó, mình nhìn kỹ mình biết. Họ là những người tốt thực. Họ là những người tốt thực. Thì bây giờ đó họ sống cái đời sống tốt. Còn nếu mà họ là người mà tốt giả thôi mình không chơi. Tại vì họ làm những cái chuyện mà sái quấy nhiều quá. Cho nên họ sợ rồi bây giờ họ tới. Họ cúng chùa, họ nhờ mình cái này kia. Cái này không được. Khuyên họ nên tu thì tốt hơn. Chứ đừng có một cái làm bậy rồi kiếm tiền đem cúng chùa. Mình nhận, mình gánh sao nổi cái nghiệp của người ta. Mấy. Thầy hồi nhỏ vô chùa Quy Nghiêm đầu tiên, thầy thấy trên chùa Hòa Thượng có viết một đồ liễn. Đây là bài học dở lòng của thầy. Đấy câu này. Phật dụng hiền lương, mạc dụng tiền tài hành đắc nghiệp. Câu thứ nhất. Tức là Phật thì dùng cái tâm hiền lương của con người. Chứ Phật không cần tiền tài. Phật không cần tiền tài. Biết. Cho nên con người mà ham tiền tài nữa, mà làm việc ác thì Phật không có độ, không có cứu. Nhớ cái đó. Mình vì ham tiền tài mà làm việc ác, hại cho nhiều người nữa, thì cái này Phật không có chấp nhận, không cứu được. Mà Phật cần cái con người hiền lương. Con người hiền lương tức là con người mà biết thương người, con người giúp đời đó, thì Phật sẵn sàng ủng hộ cho họ.